Hi, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ quay một cái phiên bản tiêu chuẩn của dòng máy Center 155/2024. Thì ở phiên bản tiêu chuẩn nó có tất cả là ba màu nha các bạn. Đen xám mình đang quay cho các bạn nè. Và màu đỏ xám, một cái màu nữa là vàng xám. Ở phiên bản tiêu chuẩn thì tất cả các màu đều pha lẫn một cái màu xám nha các bạn. Thì màu đen pha với màu xám thì nó có một cái sự mới mẻ cũng như một cái nét thiết kế độc đáo ở cái phiên bản màu nha các bạn. Màu đen xám được phối một cái tem đỏ để cho nó sáng lên cũng như nó tạo nên một cái nét mới hoàn toàn của năm 2024. Về phiên bản tiêu chuẩn thì mình sẽ giới thiệu những cái tính năng cho các bạn tham khảo. Phiên bản tiêu chuẩn thì sử dụng phát cơ nha các bạn, không có cổng sạc 12. Phanh đĩa trước sử dụng phanh đĩa một bít tông. Màu xám này các bạn, nó xen lẫn giữa một cái màu xám và một cái màu đen. Phần ốp sườn sau thì được phối là màu xám, hai cái ốp hông là màu đen với một cái hai cái yếm nhỏ hai bên là màu đen các bạn. Mặt trước cũng là màu đen và ốp đầu trước, tổng thể ở phần trước mình thấy hầu như là được phối một cái màu đen bóng hoàn toàn mới các bạn. Đó, một cái mẫu màu liền cũng như được phối giữa màu đen và một cái màu xám hoàn toàn mới để nó tạo nên một cái sự mới mẻ ở cái phiên bản màu các bạn. Thì cái mẫu màu trên thì tất cả các bạn đã biết về cái mẫu màu thiết kế góc cạnh và dài hơn ở phiên bản trước các bạn. Đây mình sẽ quay từ phần sau nhìn trước cho các bạn. Nó làm thêm hai cái phần tay các bạn nhô lên. Đó các bạn thấy không? Được làm nhô lên như một hai cái tay thỏ các bạn, để tạo nên một cái sắc nét mới hoàn toàn cũng như một cái góc cạnh mới, tăng cái tính thể thao cho mẫu xe Center 155/2024 nha các bạn. Thì nó có thêm một cái cao su trắng ở trên cái mặt đồng hồ các bạn, với dòng chữ là 155 VVA, với cái góc quát hình chữ V trước mặt nạ các bạn. Còn về cái phân khúc nạ thì cũng được phối một cái tem màu xám với một cái đường gạch đỏ với dòng chữ là 155 như hiệu ứng 3D các bạn. Khi các bạn nhìn kỹ vô các bạn mới thấy được cái dòng chữ là 155, còn hai cái hiệu ứng màu đỏ thì nó tạo nên một cái hiệu ứng 3D các bạn. Như tất cả các mẫu xe các bạn chạy ở trong bóng tối nó sẽ dạ quang ra một cái luồng sáng như vậy. Còn cái góc bên hông thì đã được loại bỏ các bạn thấy hai cái phần hông đó mình đang chỉ với các bạn, đó đã được loại bỏ cái phần nhô ra và làm một cái đường thẳng như hình mũi tên chạy dài tới các bạn. Nói về cái mặt nạ thì tất cả các bạn đã biết về cái độ thể thao cũng như cái góc cạnh mới, một cái sự nhô lên để tạo nên một cái nét mới của mẫu xe Center 155/2024 cho nó khác với ở cái phiên bản trước các bạn. Thì ở phiên bản tiêu chuẩn sử dụng vỏ trước là vỏ mắc xích gai ngược các bạn. Đó, cho các bạn dễ dàng phân biệt phiên bản tiêu chuẩn luôn. Đó. Thông số lốp thì vẫn là 90, 80, 17 các bạn, giống tất cả các phiên bản cao cấp của phiên bản ABS luôn. Chỉ khác về cái vỏ sử dụng là vỏ Maxxis, còn vỏ của phiên bản cao cấp và phiên bản ABS là sử dụng vỏ IGC. Còn về cái thông số lốp thì vẫn như vậy. Đĩa trước là vẫn là đĩa 245mm các bạn. Ở phanh trước là một cái tông ở phiên bản tiêu chuẩn đó. Còn hai cái phần yếm các bạn được phối một cái màu đen và một cái điểm nhấn là màu xám chính giữa và cái tem màu đỏ, dòng chữ là Center màu đỏ bóng để cho nó nổi bật các bạn. Các bạn thấy mình nhìn thấy hầu như tất cả các phiên bản màu bóng thì nó lúc nào nó cũng sáng hơn các bạn, nó tôn lên một cái nét cũng như một cái sự lấp lánh ở cái phiên bản màu. Thì ốp sườn sau là màu xám để nó tạo nên một cái vẻ cũng như một cái điểm nhấn là xám đen xám đó. Và mẫu tem thì đa phần thì được phối nó ngược lại các bạn, phần màu xám thì được phối tem màu đen đó, với một cái màu đỏ dòng chữ Center 155 là ở nằm dưới các bạn. Ở phiên bản tiêu chuẩn đó các bạn thấy một cái mẫu tem thì cũng được thiết kế khác. Tất cả các phiên bản như phiên bản cao cấp và phiên bản ABS cái tem nó nằm trên chữ 155 các bạn, còn ở phiên bản tiêu chuẩn thì mẫu tem nó nằm dưới nha các bạn. Hai xi nhan thì cũng được làm rời hai bên cách điệu để cho các bạn phát cái tín hiệu người ta dễ dàng nhận diện được. Thì ở cái phiên bản này Center 155 chỉ có hai bóng đèn xi nhan sau các bạn, đây. Còn đèn hậu sử dụng là đèn LED nha các bạn. Còn xi nhan là sử dụng bóng halogen đó với một cái đèn soi sáng biển số thôi các bạn. Còn tất cả hầu như là đèn full LED hết các bạn. Mẫu về sau cũng sử dụng mẫu về giống mẫu xe IGTF E1 các bạn. Và yên xe của phiên bản tiêu chuẩn là có hai phần
không có một cái phần giữa cách điệu nha các bạn, nó chỉ có hai giữa phân khúc người ngồi trên và người ngồi dưới thôi. Đó. Mặt đồng hồ là sử dụng full LED, công tắc bên tay trái vẫn là machine nè, signal và một cái nút còi, và tới bên phải là tắt động cơ và nút hai gia và nút khởi động xe thôi các bạn. Thì phiên bản mình đang quay cận cảnh cho bạn là sử dụng phát cơ, vẫn sử dụng là chìa khóa dẹp các bạn, 4 trong 1 nè, mở phá nè, phá cổ, phá từ và mở yên nha các bạn. Động cơ vẫn là 155cc V3 các bạn, phát triển trên nền tảng động cơ G15, mạnh hơn 17% so với phiên bản 150cc các bạn, 17,9 mã lực lẫn bạn đó. Động cơ 155 VVA 4 van, ở rô C phun xăng điện tử và làm mát bằng dung dịch cho cái hiệu năng ổn định cả tốc độ trong đô thị và tốc độ cao ngoài đường trường các bạn. Hành trình và đường kính bê tông lần lượt là 58.0 nhân 58.7 mm các bạn đó. Một cái mẫu động cơ đầy quy lực được áp dụng trên mẫu xe sinh năm 155 2024 nha các bạn. Một cái trang bị nữa mình thích là VVA, còn gọi là van biến thiên các bạn, cho cái công suất và moment xoắn tuyệt vời với tất cả các dãy dòng tua, và với cái cơ cấu hai van điều khiển các van nạp cho một cái dòng tua máy thấp, trung bình và dòng tua máy cao các bạn. Chúng được tự động chuyển đổi tùy thuộc vào điều kiện đi xe. Các van nạp được sử dụng ở các dãy tốc độ sẽ mở lâu hơn, tăng cái hiệu quả nạp hơn, cũng như nâng cao cái hiệu suất tổng thể của xe các bạn. Đó. Ở dòng này Sinto 155 vẫn là hộp số 6 cấp nha các bạn. 1 tới 5 lui. Đó các bạn, là cần số móc nha các bạn. Thì ở dòng này Sinto 155 mình thích về hai cái gác chân giữa đó các bạn. Được sử dụng gác chân nó khác ở phiên bản 150 các bạn, nó nặng hơn. Đây nó thêm một cục sắt làm như là chống cái độ rung hả như các bạn. Đây. Đó. Một cái mẫu xe hầu như được cải thiện nhiều tính năng cho các bạn sử dụng xe một cách tốt nhất. Thì ở dòng này Sinto 155 V3 2024 á, thì là 1.91 trên 100 km các bạn. Một cái mức tiêu hao nhiên liệu khá là lý tưởng ở cái phân khúc 155 được các bạn. Đó. Một lần xăng đầy các bạn đổ bình xăng tới 5.4 lít, lần các bạn đổ đầy bình xăng các bạn có thể di chuyển quãng đường là 265 km. Cho bạn nào mà nhà gần á, tầm dưới là 250 cây, các bạn có thể đổ một lần xăng các bạn có thể chạy sử dụng gì tới nhà luôn. Bộ liên hợp A và S các bạn trợ lực kiểu tương tự IZF E1 các bạn. Acid là tăng cái khả năng bám côn, chống trượt côn, và zipper là chống bó cứng bánh sau khi bạn dồn ga tốc độ cao nhé. Ngoài ga tay côn mới, hành trình ngắn hơn 10 mm so với phiên bản 150cc, giúp các bạn có cảm giác tốt hơn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Xin chào.